Em muốn em đó em nhà bên kia có lầu á. Em tính lên trên em treo cổ mà. Trời ơi. Mà em nghĩ là con em nó còn nhỏ, rồi xong cái có lúc là em tự suy nghĩ em nói em chết là em mua thuốc về cho con em chết hết luôn. Em cũng chưa muốn biết cho mình muốn cái gì nữa. Giờ em trước tiên đó là em muốn là con em có đầy đủ như là sữa tã ăn uống hàng ngày để mà tới ngày em đi làm á. Tại vì trong thời gian em đi làm là em không chưa có được lãnh lương, những ngày tháng đó mình không có tiền để xây cho tụi bạn tụi nhỏ. Rồi em có muốn. Dạ em, nếu mà anh con được cái clip này thì anh thương con thì anh phụ em lo con. Chứ một mình em không nuôi nổi được 5 đứa đâu. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì hôm trước anh em mình có chia sẻ câu chuyện của em Mai là có 5 người con mà bị chồng bỏ đi. Bây giờ cuộc sống đang rất là bế tắc. Và cái câu chuyện của em Mai cũng hết sức là đặc biệt, là người chồng này là có 2 người vợ và sống một lúc 2 người vợ trong 8 năm qua. Thì câu chuyện cũng có rất là nhiều cái điều gọi là bí ẩn. Thì hôm nay anh em mình cũng quay lại để thăm quê Mai như thế nào. Cũng xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đón xem video ngày hôm nay. Xin mời quý cô chú anh chị theo chân mấy anh em để tiến vào bên trong để tìm hiểu câu chuyện ra sao. Thì trước khi vào câu chuyện này cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị và các bạn, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội cần giúp đỡ, ai tìm vợ bỏ đi, tìm chồng bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nhỏ nhỏ này. Rồi con chào ông ha. Chào. Rồi chào chào em Mai. Dạ chào. Ở nhà mình ăn tối chưa? Tối chưa. Chưa ăn. Dạ. Về nước à. À nước à. La la chỗ này được không? Là rồi con thấy đường đâu à? Đây cho này ướt này. Cái đường giết rồi giờ nó giữ con nó mờ con mắt rồi. Dạ. Ủa hôm nay có ông nội ông ngoại gì đến chơi hả? Không, hôm nay là ông hàng xóm. Dạ. À. Đây là ông ba ở hàng xóm sát bên nhà của ông Mai. Thì coi nên mấy đứa cháu này cũng như là cháu ruột của mình vậy thôi à. Dạ. Chứ không có dòng họ. Ở đây ngồi luôn đi. Ủa vậy là ông ba là quan hệ với Mai như thế nào? Ba. Dạ ông ba là người hàng xóm dòng chợ cũ hồi xưa em ở. À là chỗ ngày chỗ mà mới bị đuổi xong á hả? Không phải, là chỗ mà hồi lúc em mới qua bên kia là ở bên khu phố ba. Là hồi lúc đó em qua bên bản là 2020. Tại vì em mới dọn qua bên chỗ kia là mới đây được 2 tháng thôi. Là ông ba là hàng xóm thôi hả? Dạ hàng xóm. Ờ, là ông tới ông chơi hay là sao? Hả? Ông tới ông phụ coi con hả? Dạ. Ừ. Tại vì ông nghe em đi làm á, là ông nói là đi làm á là ngồi xuống đó nha. Ngồi xuống đó. Phụ giữ 2 bé cho em. Tại vì đi nhà trẻ thì nó tốn tiền quá nên là ông giữ phụ 2 đứa. Ông ba là cũng đâu có bà con gì hả ông ba ha? Không. Dạ mà ông thấy hoàn cảnh của ông Mai. Cháu Mai ông thương ha? Thương. Không. Thì ông có cháu nội cháu ngoại gì không mà ông thích mấy đứa? Thì ông ba thì cũng có cháu nội cháu ngoại tầm 13 đứa. Dạ. Trời. Còn có cháu cố luôn rồi. Dạ. Nhưng mà cũng vẫn là coi mấy đứa này cũng như là cháu của ông vậy thôi. Dạ. Nó là thương nhiều lắm. Tại vì cái hoàn cảnh của nó khác. Hoàn cảnh của nó là mẹ không có, cha thì già yếu đi ở dưới quê. Dạ. Không có ở trên này mà không có họ hàng gì ai hết. Bởi vậy ông ba mới thương nó là nó như là cháu ruột trong gia đình này. Dạ. Nói vậy chứ người ta không biết, người ta tưởng là ông ba đây là trong gia đình của ông Mai. À. Nhưng mà thực tế là ở hàng xóm. Coi Mai nó như là cháu ruột vậy đó. Ông ba biết em Mai này lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? 5 năm ạ. Ba năm mấy ông ba? Tại vì con ở bên đó là... Bên bản là... 2020. 2020, con tính nay là bao nhiêu rồi? 2023 là 3 năm. 3 năm, đúng rồi. Ông ba là giúp nuôi con cho Mai luôn hả?
Thì khi qua là con này mới có 6 tháng à. Là ông ba giữ nuôi nó luôn tới giờ đó. Trời ơi, ông ba tốt quá ha, tốt bụng quá. Ừ, ngày xưa ông ba sống tiếp xúc với chồng của Mai thì ông ba thấy hai vợ chồng sống thế nào? Thì ông ba cũng thấy vợ chồng nó cũng đầm ấm, mình cũng có mừng. Nhưng mà thực tế là cái sau này nổ bùng ra thì ông ba cũng hết hồn. Thì không thấy vợ chồng nó cãi giả gì hết trơn á. Vợ chồng nó vui vẻ vậy này kia nọ. Mà ông ba thì thấy ra nó sau này nó điện qua nó nói, nó khóc. Là bắt đầu ông ba mới đi tìm lên trên kia hỏi. Thì ở trên đó nói là nó nghỉ phép rồi. Với hai lợi cũng làm đơn nó nghỉ luôn rồi. Thì trong khi đó là mấy là hôm nay rồi ông nghĩ sao, tôi nói không có thấy chồng nó về. Mà bởi vì bây giờ là coi vậy thương nó rất nhiều. Đó là vậy. Nhiều khi á qua tưởng nó có gờ. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó quậy ha. Nó quậy dữ ha. Thằng này hay khóc, thằng này hay kẹo. Đây là ngồi đàng hoàng. Để ngày mai tao lấy cây nè. Ừ, lấy cây rồi lập mày nè. Đi ra mà kia ngồi. Đi. Trời ơi, anh quậy quá. Quậy dữ. Quậy lắm. Vậy một mình một người sao mà coi nổi? Coi không nổi đâu. Coi. Trời ơi. Gì con. Ông bây giờ mấy mai cũng xem ông ba giống như là ông nội ha. Ông nội ha. À, ông nội xuất hiện. Kêu mang các cháu. Khổ quá. À, coi nó như là cháu ruột, là như là như ông nội vậy. Tại vì nó là bây giờ là không có họ hàng gì ở trên này. Ông ba nay bao nhiêu tuổi rồi? Gần 80 rồi. Dạ đúng rồi. À. Ông nội đúng rồi. Hôm nay là gần 80 rồi. Dạ. Ông nội, ông ba ở gần đây không? Thì ông ba ở bên hẻm 76 đây nè. Dạ. Bên đường Bình Chiểu. Rồi cái rồi nó ở qua đây thì ông ba cũng đi tới lui mà thăm mẹ con nó. Dạ. Như vậy. Chứ hồi đó nó ở kế bên nhà. Ngày nào cũng qua lợi. Rồi ông ba thấy hoàn cảnh khổ thì ông ba có giúp được gì không? Thì cũng phải giúp chứ. Dạ. Giúp nhiều khi ông ba nói con là ăn á, với thằng con trai mà nó đi làm về nó cho 50. Dạ. Thì hai vợ chồng ăn chỉ còn 25. Còn 25 để nhường lại cho mấy mẹ con đó. Ông ba thương mấy đứa cháu vậy ha. Nhiều khi nó qua nói ra thì mình tủi thân, thấy nó qua cái nó điện qua, ông ba giờ này con chưa có ăn cơm, mấy đứa nhỏ chưa có ăn gì. Nó nói thôi được rồi con, để ông kêu bà con để đi mua mấy cái gạo với lại hột cà về con làm cho nó chiên cho nó ăn đi, ăn đỡ đi con. Đó. Thấy nó vậy mà mình phải nói cho con nói. Rồi nhiều khi nó có tâm sự mình, nó nói ông ba ơi con rồi, con buồn quá. Nó con đừng nên buồn. Con phải nghĩa là gượng lên, có một cái tinh thần của con để nuôi cho mấy đứa bé. Nuôi là gì? Nuôi mấy đứa nhỏ này á, nó mai sau nó lớn lên rồi á thì nó còn hiểu với người mẹ. Có cực khổ gì nữa, bà mẹ cũng phải lo cho mình tới nơi tới chỗ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nói vậy. Bởi vì khi ông ba thấy vậy á, ông ba nói á, con để cái ấy đi rồi từ từ. Ẩm em quay qua đây đúng rồi. Từ từ để ông ba ấy rồi coi để mà gượng gạo để mà kiếm cái đồng tiền rồi từ để cho đi ăn học.
mấy đứa nhỏ. Rồi từ bữa giờ khi mà chia sẻ câu chuyện này lên á thì chồng có liên hệ về không? Dạ. Không liên hệ về hả? Bữa giờ có nhớ chồng không? Dạ em nghĩ có. Không, nhưng mà chắc yêu chứ, vẫn còn yêu chứ hả? Còn yêu không? Yêu hết nổi rồi. Nhìn mặt này chắc còn yêu rồi. Còn yêu đúng không Mai? Sao mày cười? Đó lại khóc nữa rồi đó. Nó còn yêu đấy. Nó muốn khóc rồi kìa. Còn yêu mới sinh tới 5 người con, chứ không yêu thì làm sao mà sinh tới 5 người con như vậy được. Đúng không? Tao nhiều khi không phải nói. Tao vô tao hung nó hoài. Tao thương nó mà còn hơn cái ông ba hung cháu ruột. Ông ba hung có Mai hả? Hả? Ông ba hung Mai hả? Ờ. Hung bé Mai luôn. Hung chứ, nó như là cò cháu mà. Cháu ruột mà. Đâu ông ba hung là ông ba hung sao hung từ con xem vậy. Con á. Đúng rồi, mà ở đâu. Có nhiều khi thấy nó cháu ruột con mình nó không bằng nó đó. À, vậy là ông ba thấy đồng cảm quá ha. Là ông ba hung cả bé Mai nữa. Hả? À, giống như hung con, hung cháu vậy gì? À, như con đứa cháu. Rồi rồi bà thấy bà có ghen không? Hả? Bà thấy bà có nói gì không? Bà cũng thương nói chứ bộ. À, bà cũng thương hả? À, thương nói như ấy lắm mà. Còn hôm này nè, bà nằm bà khóc. Nó hỏi sao rồi? Nó nói là nó khổ. Nhưng mà cũng nhờ anh em Mạnh Thường Quân giúp đỡ này kia nọ, có một miếng gạo, một miếng cơm mà hay hoặc là những quần áo hay là chữa trùng đó. Hôm này bà nằm bà khóc đó thôi, cháu mình nó bị là về cái hoàn cảnh như vậy, tôi chịu đành thôi bà ơi. Yeah. Chứ đừng có khóc nữa. Yeah. Rồi cái là bà ấy chỉ là nhớ con này nè. Là vợ ông ba khóc hả? Bà ba khóc hả? Ngồi nói chuyện với em ngồi là bà khóc. Trời ơi, bà cũng thương em hết hả? Nhưng mà chắc em cũng sống hiền lành rồi đạo đức nên là ông ba mới thương vậy ha. Có ăn chơi quậy phá gì không? Em có chơi cái món gì không? Không hả? Hồi đó đi làm thì chỉ biết đi làm, như lo gia đình này kia, ba mẹ này kia thôi, chứ còn chơi bời này kia là em không có chơi. À. Bất cứ cái gì hết. Ví dụ chị em như em lấy cái mic em gắn vô cổ giùm anh á, bên cổ ông ba á. Cái cổ ông ba á, cổ ông ba kìa. Là mình có cũng lo làm ăn đó chứ mình có chơi gì không? Em không có chơi bời hết, ví dụ mà ngày như là đi sinh nhật tiệc tùng đồ này kia, bạn bè rồi có thì như uống vài lon này kia rồi uống vài lon luôn ha. Cũng uống này kia. Nhưng mà từ lúc mà em đẻ anh này là em không nhậu nữa, em bỏ luôn. Rồi bởi vì là mấy chị á, lúc em có bầu mấy đứa này nói mày cũng như là cái chân mày cũng đi đâu đi đó mà tại sao mày chấp nhận để có bầu. Là mấy bà chị nói vậy là đúng mấy rồi. Bà chị nói tao sợ mày luôn á, mày chấp nhận ở nhà vậy luôn á hả. Trời. Cái em nói là từ khi là có anh này là em không đi đâu, bất cứ bạn bè vậy là tao em cũng giao tiếp ai hết. Cái tình cảm em dành cho anh chồng này là rất là nhiều. Yeah. Mà hy sinh cái niềm vui của mình. Yeah. Để cho anh nó luôn là yêu nhiều lắm hả. Mà em lại nói quê gốc ở đâu? Em hả? Ừ. Em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Dạ. Thế là mình là người dân tộc gì? Em dân tộc Khmer. Khmer hả? Dạ. Nó ở Sóc Trăng. Hồi đó mình có đi học gì không? Ở quê em cũng có đi học. Em học từ lớp mấy? Em học năm lớp 9 em nghỉ. Lớp 9 hả? Về cũng học chứ ha? Dạ. Hồi đó nghèo quá nghỉ hay sao? Lúc đó em học mà em học không nổi hết rồi em nghỉ tự nghỉ. Yêu sớm quá hả? Yêu sợ yêu thầy quá. Yêu. Vậy thì hồi đó em quen cái anh chồng để cha của năm đứa nhỏ này, là lúc đó em bao nhiêu tuổi rồi? Năm đó như em 23 gì á. 23 tuổi à? Ở vậy cũng lớn rồi mà. Dạ. 23 tuổi là cũng trưởng thành rồi. Thế lúc đó là mình là mối tình đầu hay sao? Không, như là hồi xưa cũng ai cũng có bồ hết trơn á, không phải là mối tình đầu đó. Nhưng mà trước đó em đã có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi hả? À, là mình cũng đổ vỡ một lần rồi. Dạ. Hồi đó mình có con chưa? Dạ có. Có con luôn. À, có mấy người con? Là một người. Một người con hả? Chắc bây giờ cũng lớn rồi hả? À, con em 12 tuổi. 12 tuổi rồi. Bây giờ con đang sống với ai? À, con em dưới quê là bây giờ hiện tại cũng đang tu với người cậu. À, đi tu hả? Dạ. Vậy là tính ra là em có 6 người con. Dạ. À. Trời ơi, cũng sinh nhiều quá ha. Khổ. Mỗi lần sinh về cũng cực lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Trời ơi. Gì rồi bây giờ thì ví dụ như cái người chồng thứ hai này
đảo dở không quay về nữa thì em có suy nghĩ là tiếp tục để bước thêm bước nữa hay không? Dạ không. À bây giờ thì mới là chưa đi ha. Tạm thời thì còn chăm sóc lo cho mấy đứa nhỏ. Còn đó thì chắc cũng tùy duyên, với em cũng còn trẻ lắm mà. Nhưng mà con em, như em với sống với con em là đủ rồi. Nhưng mà ví dụ như có một anh nào đó mà bây giờ tới gọi là yêu thương em thật lòng á, là chăm sóc cho em với con em có đồng ý không? Dạ không. Đẹp trai luôn. Không, em không. Tại không vì em hả? Cũng từng nói với chồng em á, em lấy anh này là cũng là người cuối cùng của em. Trời ơi. Chắc anh yêu quá hả? Chồng thứ hai này chắc nói ngọt lắm hay sao mà em động lòng. Lý do tại sao mà em yêu anh này dữ vậy, mặc dù mà biết anh ấy có vợ? Em cũng không biết nữa. Có lúc anh hay nói em á là lỡ sau này chia tay có đi lấy chồng nữa không. Em nói thấy ông tôi sợ lắm rồi, nó lấy thêm thằng nào nữa. Anh rất là sợ mấy người đàn ông vũ phu kia, rất là sợ lắm. Nhưng mà chồng em chưa có vũ phu không? Không. Yêu thương em nhiều không? Dạ. Ý là sống cũng rất hạnh phúc hả? Mà đùng một cái bỏ đi vậy. Dạ. Kỳ á. Em chỉ không biết ảnh có nỗi khổ gì, em cũng không biết. Trời ơi. Mông nha, đổ sữa mông nha. Nha, uống sữa nha. Đứa đó là đứa thứ mấy đó? Con đứa này đứa thứ mấy? Là Tiger tới Suka, tới anh Ben, tới anh này. Con có nhớ ba không? Con nhớ ba không? Con nhớ ba. Con có mong ba quay về không? Con muốn ba quay về thăm con không? Muốn không? Muốn gặp ba không? Ba. Tội nghiệp không? Nói trong lòng nói vậy chứ ngoài miệng nói vậy. Dạ. Yeah. Giờ tử. Con thương ba không? Ba đi đâu vậy? Ba đi đâu? Ba đi đâu ông cả? Đi đâu? Công tác, ba đi công tác. Công tác hả? Cả bữa. Ba làm gì? Ba làm gì? Nói nhỏ. Ba làm gì? Xạo đó. Ba làm gì đó? Bữa con nói với ba làm gì? Nó nói với bà ba hỏi ba nó làm gì, cái nó làm gì nè. Ba thì con nghe nè. Nói vậy á. Nói. Vậy hả? Nó nói rành lắm. Cái ai hỏi ba đi đâu rồi, ba đi làm. Nói là ba là công an hả? Trời ơi. Mà nó nhỏ nha, nó nhỏ không ai nghe. Rồi hỏi cái anh nghe luôn coi. Dơ. Lại đây hỏi con nhớ ba không? Lại đây. Con ngồi xuống đây. Con nhớ ba không? Con có nhớ ba không? Nhớ. Anh cả này đúng không? Dạ. Yeah. Con nhớ ba không? Chú hỏi kìa. Con có nhớ ba không? Nhớ. Anh nói thế vậy là chứ nói chưa có rõ lắm. Đi gửi nhà trẻ chưa? Có học nhà trẻ lần nào chưa? Hồi lúc mà nè, trước thì có đi học, và cái xong đi học được mấy ngày cô mắng vốn quá. Quýnh con đã không? Quậy quá hả? Quậy quá. Rồi cái hôm dịch đó là cho nghỉ nhà tới giờ. Cả nhà. Dẹp nước đi con. Chồng em đi rồi không nói lời nào thì em có nghi ngờ là có thể là gặp một cô gái nào đó khác nào nữa không? Chắc em nghĩ là không đâu. Ảnh về nhà, em nghĩ là ảnh về nhà thôi chứ còn quen người khác nữa em nghĩ là không. Em nghĩ là không ha, chắc là do vợ cả tạo cái áp lực gì đó nên anh em mới bỏ mình. Giờ em thật sự là em trong lòng em có hận chồng không? Dạ không. Sao mà bỏ mình mà bơ vơ như vậy mà mình không hận? Em tại vì mình nghĩ là cái gì của mình nó là của mình, còn của người ta là của người ta, cho em suy nghĩ đơn giản ha. Dạ. Một cô gái rất là xinh đẹp. Rồi tối nào chắc cũng khóc mà. Dạ em khóc thương mấy đứa con thôi. Nhỉ? Mong. Đêm nằm mấy đứa nhỏ này nó có nhớ ba, nó có khóc không? Dạ không, nó không có khóc. Tại vì ở nhà với ba nó cũng ít giỡn lắm. Nó thấy về nó mừng, nó chạy mừng xíu rồi thôi. Chứ nó cũng không có... Ngủ rồi. Nó không có giỡn nhiều. Nó thấy nhắm bỏ được. Đó, nó ngủ rồi đó. Nó. Trời không ơi. Bỏ được không? Ngủ luôn rồi. Đổ sữa con mông nha. Ngồi xuống đổ sữa cho mông. Nhưng mà theo cái nào em nghĩ là chồng em rồi có một cái nỗi khổ gì đó, bỏ đi một hai tháng rồi sẽ quay về với em không? Em
Em cũng từng nghĩ như vậy. Một là quay về, hai là đi luôn đúng không? Dạ. Rồi quay về thì mình có chấp nhận không? Mình chấp nhận ở lại nữa không? Dạ không. Ví dụ mà lúc đầu mà anh đi, anh nói anh đã có nỗi khổ như vậy thì em như thế nào đó thì em có thể suy nghĩ lại, nhưng mà còn đi mà không cho em biết lý do em không cần quay lại. Mà dù sao thì sống hay không sống thì cũng phải nói mình một tiếng đúng không? Dạ. Mà bây giờ đi ở trong im lặng không có nói gì luôn. Dạ không. Trời ơi. Rồi bao nhiêu năm qua có khi nào mà em với chồng em mà cự cãi rồi ảnh đánh em không? Dạ không. Như là ví dụ mà cãi nhau cũng cãi cũng không có như người ta đâu. Xong thì rồi thôi, còn nhiều khi nhà ông ba còn không biết cãi nhau nữa. Mỗi lần cãi lộn chắc để ăn đứa rồi. Có khi người trong gia đình em của em ví dụ đang cãi nhau xong vậy đó, có khách khứa hoặc là bạn bè lại chơi là cũng thấy bình thường. Nhưng mà trong 8 năm mà như vậy mà chồng em mà sống với hai người vợ luôn mà cũng sống được cũng hay đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà về là lúc nào mà cái thời gian mà anh chia cho vợ cả với em, anh chia kiểu gì? Cũng như là ngày hôm nay anh làm rồi ngày trực thì anh ở nhà em, còn ngày nghỉ chiều nghỉ là không có ca trực. Anh nghề là anh trực á hả? Dạ. Về là anh chồng em là làm nghề gì? Anh làm công viên chức nhà nước. À, làm trong ngành nhà nước. Dạ. Có nghĩa trực có nghĩa là một tuần là 24/6, 3/5/7. Khi dạ. Trực thì chắc anh đến với em. Dạ. Còn không trực thì ở nhà với lại vợ lớn. Ồ, trời ơi. Lúc đó có khi nào em bảo chồng em là thôi vợ lớn đi về sống với mình luôn không? Dạ, không em không. Không à? Dạ. Thì tại sao mình không muốn hạnh phúc trọn vẹn? Em không... em không làm như vậy được. Vậy là em thà rằng sống chung chồng. Thì em không có kêu người ta bỏ chồng hả? Trời ơi. Thế ngày xưa ông ba thấy chồng của bé Mai này là một người như thế nào? Thì ông ba thấy nữa là vợ chồng nó cũng đầm ấm. Thì ngày nào đi làm thì đi làm, còn ngày nào nó về thì ở nhà. Vợ chồng cũng vui vẻ lắm. Dạ. Cũng không có gì mà xào xáo hay này kia nọ. Bởi vì ông ba kế cận một bên mà. À, cái bên phòng trọ. Lúc nào ấy như đi qua lại vậy nè. Rồi ông kia đó là nó cũng đối xử coi như là ông ba cũng như là trong gia đình vậy đó. Bởi khi đó vợ chồng nó thì cứ cười giỡn vui vẻ. Rồi đi thế nè, nói chứ chú mà ba mà không thương nó sao được, trong khi nó sanh đẻ ba không phải đưa đi. Ủa thiệt chứ, đây là ông ba nói thật luôn cho mấy chục con như vậy đó. Hỏi con Mai coi. Vậy là chồng bé Mai đâu mà không đưa đi mà ông ba đưa đi? Lúc đó là đi cùng chị. Không, lúc đó như là bữa đó là có bầu em Ben á, là lúc đó là em mới về bên nhà ông ba, là em mang bầu anh kia, là anh kế bên con Thu nè. Là có bầu Ben á, là lúc đó là anh đang trực không đổi ca được. Cái xong lúc đó là em kêu cậu em chở đi đẻ. Mà ông cậu em chở đi á, trời lâu đẻ lắm. Rồi xong cái 12 giờ trưa cho đến tới 7 giờ tối. Cái xong cái em mới kêu ông ba vô. Cái kêu cậu em đi ra, kêu ông ba vô, ổng vô, ổng nói. Ổng nói gì vậy? Rờ bụng nói mau sanh lẹ đi con, đừng để cho mẹ mệt á. Chưa được 5 phút nữa là lên sanh luôn á. Ông ba là mát tay đúng không? Bởi vậy nó tao mới thương nó rất nhiều. Rồi ông ba có hay nhậu với chồng bé Mai không? Không. Thì ông ba bỏ nay là mấy chục năm rồi. Dạ. Thì ông ba cũng bệnh tim. Rồi ông ba không có dám nhậu. Để có cái sức khỏe. Để nhiều khi ngó ngàng tới con cháu. Thế vậy. Hồi cha của Mai có khi nào mà lên đây thăm các cháu không? Ba em á. Ừ. Ba em hồi lúc mà ba còn làm trên Bình Phước là ba thường xuyên ghé thăm cháu á. Như là lúc đi sanh anh Ben ba cũng lên thăm rồi ba cho tiền. Rồi lúc sanh anh Ben cũng vậy, ba lên thăm rồi ba cũng cho tiền. Ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ba em 56
1966 hay 66 thì vẫn còn vẫn cũng ít tuổi ha, chưa có nhiều lắm. Có khi nào mình nghĩ mà bây giờ khổ quá rồi đi về sống chung với ba không? Em không muốn làm gánh nặng của ba nữa. Chứ mấy ông mà già rồi mà bây giờ phải nuôi mấy đứa nhỏ này nữa thì tội lắm. Em có thương ba không? Em rất là thương ba mẹ, em rất là thương. Em rất là thương ba mẹ hả? Rồi bữa giờ là ba em không có biết chuyện này ha? Dạ là. Bây giờ hôm nay mà chia sẻ câu chuyện lên mạng chắc ba em biết, ba em cũng đau lòng lắm á. Dạ. Sao vậy? Đó, rồi bây giờ một mình là sao mà ôm năm đứa được trời. Đứa này khóc, đứa kia la. Đứa này gầm kỵ. Trời ơi. Nó nói là mấy mai nó khóc nữa rồi. Sau sau có khi nào mà nửa đêm rồi em buồn mà khóc một mình không? Em nhiều khi em tủi thân em rồi em khóc hoài. Mà cứ anh thấy là cứ khi nào mà nhắc tới ba mẹ là em lại khóc, là em có một cái gì đó hả? Một cái gì đó, cái nỗi lòng gì với ba mẹ mình hay sao? Không phải. Sao mà mỗi lần anh thấy nhắc tới ba tới mẹ là em khóc? Tại vì em thương mẹ em lắm. Em nói lớn lên. Vì hồi xưa là lúc ở nhà đánh bạc, em thương nhất là mẹ của em. Từ khi mà mẹ em mất tới giờ em ít có tâm sự với ai á. Ngày xưa ấy là mình có người mẹ để mình tâm sự những lúc buồn vui ha. Những lúc mình yếu đuối, là gặp cái khó khăn gì đó là mình nhờ mẹ. Còn khi mẹ mất rồi là bây giờ mình không có ai để ấy nữa. Thì ngày xưa mà khi mẹ mà biết mà mình sống chung với lấy một người mà có vợ rồi như vậy, mẹ có nói gì không? Mẹ em ngăn can, mẹ em nói, mẹ em kêu chia tay hoài luôn, mẹ em không cho quen. Mẹ nói nhất quyết là không cho quen. Thế bây giờ em nghe tới lời mẹ nói thì em nghĩ là lời mẹ nói đúng không? Dạ. Đó, bởi vậy các cụ ngày xưa cũng có câu mà cha cãi lời con mẹ thì giống như là gì, cá không ăn muối thì cá ươn đúng không? Cha cãi lời cha mẹ thì không được tốt. Lúc đó mà mẹ em cũng như là mẹ em bệnh mà gần mất là mẹ em cũng hỏi em chia tay với anh đó chưa, em trời chia ơi. Tay rồi. Vậy là cũng nói dối mẹ. Dạ. Rồi cái anh chồng em có quý trọng cha mẹ em không? Dạ, có. Cũng ổng cũng kêu ba 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 ba. Có lo cho cha mẹ không? Nói chung là ảnh làm cũng không có đủ lo cho tụi nhỏ nữa, lấy gì lo cho ba em. Chồng làm công chức nhà nước hả? Dạ. Nhưng mà công chức nhà nước mà hôn nhân mà cưới một lúc hai vợ như vậy là nó cũng không có đúng lắm theo với cái luật viên chức. Cũng khó khăn đúng không? Dạ. Khổ quá. Rồi em có mấy người anh em? Dạ em có ba người, em là lớn nhất. Em lớn nhất hả? Dạ, còn hai người em á là người em trai kế em á là họ bây giờ đang tu ở trong chùa. Tu năm nay cũng có chục hơn 10 năm hả? Em được. Trai của em đi tu luôn. Còn người em trai hiện tại là nó đi làm chưa về. Là cũng ở đây luôn hả? Dạ. Anh em nhà em có khá giả không? Dạ cũng bình thường. Ví dụ như bây giờ anh em mình có thể lo cho mấy đứa cháu này được nổi không? Chắc không đâu, tại vì nó còn nợ ngân hàng tùm lum. Nợ nần tùm lum mà. Anh thấy có một người bé này xuất hiện ở đây, bé này là quan hệ như thế nào với em? Là em bé. Dâu hôm nay là nó làm đơn xin nghỉ việc để ở nhà. Là vợ của em trai hả? Dạ. Bé này bao nhiêu tuổi rồi? Qua cân như tuổi, 26. 26 à? Đây có ẩm đứa bé nữa là con. Mấy con rồi. Là một. Là bây giờ phụ em ở đây coi mấy đứa nhỏ này hả? Giờ chăm ba thằng nhóc này nè, còn hai đứa này là ba nhà ông ba. Ông ba cũng gánh cho hai đứa. Dạ. Rồi sao? Ông ba cũng đỡ quá. Lý do tại sao mà ông ba mà cũng lớn tuổi rồi mà lại phải gánh thêm hai đứa nữa thì ông ba thấy sao mà ông ba thương quá hay sao vậy? Tại vì ông ba thấy nó bây giờ mà nó giữ năm đứa thì ngồi im con, không phá của cái chú. Thứ hai, bây giờ ông ba xích ra hai đứa nhỏ này nè, thì nó mới vừa sanh ra, vâng. Lại đó là không có cha, bị cha đi đó. Bởi vì khi đó mình nghĩ vậy mình thương, đừng có. Mình thương đó là mấy đứa này nhiều xích rất ra, nhiều. Đi ra ngoài luôn đi. Vậy là bé gái này là ở với ông ba, ở với ông ba. Mình có. Anh có ông ba. Đỡ là vậy cũng khỏe. Đó là nó đó giờ nãy rồi đi về hoài.
mà mẹ kêu á thôi ở đây với mẹ em bữa đi, không chịu. Hồi nãy nó đòi nó khóc, thấy ông ba đi rồi là nó khóc. Bây giờ như bé Mai có dự tính cho tương lai mình về sau này không? Dạ bây giờ em chưa có dự tính gì hết á, bây giờ em là đi xin việc làm trước đã để có thu nhập để lo cho mấy bé. Đúng rồi. Bây giờ em tính xin việc làm là xin việc gì? Dạ em vô công ty em làm. Công ty hả? Dạ. À, công ty nhưng mà em có xin có công ty nào chưa? Dạ giờ em của em nó kêu làm hồ sơ để nó đưa vô chỗ làm luôn. Thì em thấy dần dần đi quán đồ cũng nhiều, quán cà phê quán ăn đồ á, em có thể vô xin bỏ xin xuống cho em để về chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Bỏ xuống cho em liền. Dạ. À, quậy quá ha. Chắc ngày nào cũng khóc. Nó số ngày nó thích chọc ghẹo gì đó, hết đứa này khóc tới đứa kia khóc, hồi cứ chơi bún em không. Quậy quá quậy, năm đứa nhỏ. Thằng bé đó là ngủ ha. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Đổ sữa cho nó đi ba. Bin. Đứa nào cũng còn uống sữa hả? Dạ dạ. Xin nhắn gửi toàn thể quý vị và các bạn, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, ai tìm kiếm vợ, tìm kiếm chồng, muốn giúp đỡ thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ mọi người một cách nhiệt tình. Bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.